Hamas tấn công dồn dập đầu năm mới, Israel rút bất quân về nước. Israel điều động lực lượng quân quyền truy lùng lực lượng Hamas ở giải Gaza. Israel rút 5 lữ đoàn chiến đấu khỏi Gaza, mục đích là gì? Bê tắc trên chiến trường, Ukraine chuyển hướng đánh vào xương sống hậu cần Nga. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường tập kích ở Ukraine, đáp trả vụ pháo kích vào Belgorod. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, xung đột tại giải Gaza đã kéo dài xuyên suốt đêm giao thừa khi còi báo động vang lên trên khắp Israel khi nước này vừa bước sang năm mới. Và hệ thống phòng không tại Tel Aviv ngăn chặn rocket trên bầu trời. Trong khi nhiều người vội chạy tìm nơi trú ẩn, phát ngôn viên IDF Daniel Hagari sau đó đã nói rằng cuộc xung đột này có thể kéo dài suốt năm 2024 và cho biết sẽ rút bớt một số quân dự bị tham gia chiến dịch. Còi báo động vang lên trên cả nước khi Israel bước sang năm mới và hệ thống phòng không tại Tel Aviv ngăn chặn rocket trên bầu trời, trong khi nhiều người vội chạy tìm nơi trú ẩn. Lực lượng vũ trang al của Hamas nhận trách nhiệm và cho biết đã nã rocket M-90 nhằm đáp trả việc tàn sát dân thường tại Gaza gây ra bởi Israel. Quân đội Israel xác nhận cuộc tấn công của Hamas nhưng chưa đưa ra thông tin về thương vong và thiệt hại. Tại Gaza, lực lượng phòng vệ Israel IDF tấn công trong đêm khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Theo cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành, trong thông điệp đưa ra trước giao thừa, phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho ý rằng cuộc xung đột có thể kéo dài suốt năm nay. Từ The tham của Israel dẫn lời ông Hagazi cho rằng đây là một phần trong chiến lược kiểm soát thông minh. Ông phát biểu và cho biết sẽ rút bớt một số quân dự bị tham gia chiến dịch. Đêm nay, năm 2024 bắt đầu, mục tiêu đòi hỏi phải chiến đấu kéo dài, chúng tôi đang lập kế hoạch khôn ngoan trong việc quản lý các lực lượng hoạt động trên thực địa, xem xét hệ thống dự bị, nền kinh tế, củng cố lực lượng và tiếp tục quá trình huấn luyện chiến đấu trong IDF. Trước đó, trong những ngày cuối cùng của năm 2023, phong trào hồi giáo Hamas ở Palestine liên tục tung video ghi lại cảnh tấn công xe tăng và các phương tiện trên bộ của quân đội Israel tại giải Gaza. Theo những video này, do cánh vũ trang của Hamas phát hành ghi lại nhiều cuộc tấn công khác nhau nhằm vào xe tăng và các phương tiện quân sự trên bộ của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở thành phố Gaza. Các video được công bố cho thấy các tay súng Hamas được cho là đã giao tranh với xe tăng, xe bọc thép và binh lính của Israel tại nhiều nơi ở Gaza. Tuy nhiên, cùng với việc phát lại video của Hamas, hãng tin Reuters của anh cho biết họ không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay video. Reuters ngày 30 tháng 12 cho biết thêm, 12 tuần sau khi các tay súng Hamas tấn công các thị trấn miền nam của Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin, các lực lượng Israel đã khiến phần lớn giải Gaza trở thành đống đổ nát. Hoạt động bắn phá trả đũa của Israel theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành tới nay đã khiến ít nhất 21.507 người Palestine, tương đương 1% dân số Gaza thiệt mạng. Bên cạnh đó, xung đột còn làm ít nhất 55.915 dân thường bị thương và hàng nghìn thi thể được cho là bị chôn vùi trong đống đổ nát của những khu dân cư bị xóa sổ bởi bom đạn. Gần như tất cả 2,3 triệu người ở giải Gaza đã rời bỏ nhà cửa ít nhất một lần và nhiều người hiện đang phải tiếp tục chạy trốn khỏi các điểm nóng xung đột, thường xuyên phải ở trong những chiếc lều tạm bỡ hoặc chui vào những tấm bạt và tấm nhựa trên bãi đất trống. Những người phải di tản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước sạch và vật tư y tế. Hôm 27 tháng 12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Adhanom Ghebreyesus cũng cho rằng tình hình ở Gaza đang ở mức nguy hiểm nghiêm trọng. Theo tờ New York Post, những chú chó này đeo camera trên người và len lỏi qua những ngõ ngách nhỏ mà các binh sĩ không thể vượt qua. Những hình ảnh đưa ra cho thấy chúng còn đeo đèn pin, sọc vào những tòa nhà đã bị đánh bom trước đó, leo lên những đống đổ nát và chui qua những lỗ nhỏ trên tường. Chúng còn dẫn các binh sĩ lên một cầu thang và qua các góc khuất bên trong một tòa nhà. Lực lượng phòng vệ Israel IDF trước đó cũng công bố video chó nghiệp vụ của lực lượng OKEST K9 chạy dọc đường hầm dài hàng trăm mét trong hệ thống địa đạo phức tạp của Hamas ở khu vực Issa, phía nam Gaza City. Camera gắn trên cơ thể chó nghiệp vụ cho thấy đường hầm dẫn tới phòng liên lạc chỉ huy, kho chứa vật tư, nơi ẩn náu cùng hạ tầng điện nước bên trong địa đạo. Quân đội Israel cho hay địa đạo là công trình nhiều tầng bên dưới thành phố. Một sĩ quan có biệt danh Thiếu tá A, chỉ huy đơn vị binh khiển cho biết, Okes huấn luyện và sử dụng một vài giống chó, chủ yếu là béc dê, nhưng một số giống được giữ bí mật. Binh khiển được chia làm ba nhóm chính, chó chiến thuật chuyên xác định kẻ thù, chó phát hiện chất nổ chuyên tìm kiếm thuốc nổ, mìn và chó tìm kiếm cứu hộ, hoạt động quan trọng trong cuộc chiến ở Israel và Gaza. Trước đó, Okes K9 Unit được biết đến là một trong những đạo quân bí mật và được vị nể nhất của Israel đây chính là mật danh của đạo quân chó béc dê của quân đội Israel trên cánh cổng nơi đồn trú của k 9 unit cũng là trường huấn luyện các chiến binh đặc biệt có gắn biển hiệu phía trên là đôi cánh màu đỏ và ở giữa là chiếc đầu của con béc dê với hai chiếc răng nanh nhô ra trông giống như cái nọc hay gợi nhớ đến chiếc dao găm tại đây các chuyên gia sẽ hàng ngày huấn luyện đào tạo chó béc dê phục vụ cho nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn các âm mưu khủng bố cũng như làm sao hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người do bọn khủng bố gây ra sau khi được huấn luyện thành thạo những trợ thủ không thể mua chuộc sẽ tham chiến, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong những tình huống nguy hiểm, những con chó béc dê sẽ tác chiến độc lập, không cần có người đi kèm. Đơn vị này được thành lập vào năm 1974 để chống lại sự gia tăng các cuộc tấn công khủng bố vào Israel. Hơn nữa, tại Israel, nam nữ thanh niên muốn gia nhập lực lượng đặc biệt làm chỉ huy của chó béc dê thì phải viết đơn tình nguyện. Nếu như ai đó không yêu động vật thì không thể nào trở thành người chỉ huy của chó được. Quá trình đào tạo người chỉ huy của chó cũng lắm công phu. Trong 4 tháng đầu tiên, người này được huấn luyện các kiến thức cơ bản như những người lính thuộc binh chủng khác, sau đó là 14 tháng học chuyên ngành cùng với các chiến binh bốn chân. Nếu như thời hạn nghĩa vụ quân sự tại Israel là 3 năm thì thời gian đào tạo người chỉ huy chó đã mất gần một nửa thời gian. Bên cạnh việc tuyển người thì chó béc cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng, chỉ những con thuần chủng, khỏe mạnh thuộc giống béc của Đức, Bỉ hay Hà Lan. Số tiền để đào tạo một chiến binh bốn chân cũng khá tốn kém, từ 2.000 đến 15.000 euro. Đây cũng là một trong những lý do để đạo quân đặc biệt được vị nể. Thời gian vừa qua, trong trận đánh ở khu vực Shijaya, Gaza City, phía bắc giải Gaza. Một chó nghiệp vụ gắn camera của lữ đoàn Golani thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đã được triển khai đến khu vực nghi có chiến binh Hamas. Khi chú chó bị bắn, lữ đoàn Golani nhận ra các tay súng Hamas đang ở trong khu vực này. Họ nhanh chóng đấu súng và hạ các thành viên của Hamas. Do một số binh sĩ bị thương, lữ đoàn Golani chuyển sang tấn công các thành viên Hamas khác trong khu vực và không lập tức thu hồi xác của chú chó nghiệp vụ camera gắn trên chú chó nghiệp vụ vẫn hoạt động và ghi lại được cảnh ba con tin trốn khỏi nơi bị giam sau khi lính cảnh Hamas bị binh sĩ Israel bắn thiệt mạng. Lực lượng IDF đã không đến gần để kiểm tra nên không phát hiện nơi ba con tin bị giam và bỏ lỡ cơ hội cứu họ khỏi nơi giao tranh. Khi xem lại video, các thành viên lữ đoàn Golani tham gia trận đánh ngày hôm đó nhớ lại rằng họ đã nghe tiếng kêu cứu chúng tôi và con tin bằng tiếng do thái, nhưng cho rằng đó là âm mưu của Hamas nhằm khiến họ mất cảnh giác vì tình huống như vậy thường xảy ra trong xung đột ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua tuyên bố đang tiến hành rút 5 lữ đoàn có thể bao gồm hàng ngàn binh sĩ khỏi chiến trường ở giải Gaza. Tuy nhiên quân đội Israel cho biết họ tin rằng cuộc xung đột chống lại phong trào hồi giáo Hamas của Palestine có thể kéo dài trong suốt năm 2024 nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột dài hơn. Thông báo trên được đưa ra khi binh sĩ Israel vẫn duy trì kế hoạch quân sự ở Gaza. Sư đoàn 162 vẫn tập trung vào các vùng lân cận Daray và Tufa của thành phố Gaza. Sư đoàn 36 đang chiến đấu với Hamas ở al miền trung Gaza và các sư đoàn 98, 99 của Gaza đang hoạt động ở phía nam giải Gaza trong khu vực Khan Yunis. Trước đó, trong ngày cuối cùng của năm 2023, giao tranh vẫn nổ ra giữa IDF và phong trào Hamas. Ngay sau đó, người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã đưa ra lời giải thích cho hành động trên. Ông Hagari cho biết Quân đội Israel đang thực hiện một số điều chỉnh trong việc triển khai ở Gaza để phòng một cuộc xung đột kéo dài phía trước. Người phát ngôn IDF nói: "Chúng tôi đang điều chỉnh phương pháp chiến đấu cho từng khu vực ở Gaza và điều chỉnh lực lượng cần thiết để thực hiện sứ mệnh theo cách tốt nhất có thể. Mỗi khu vực có những đặc điểm và nhu cầu hoạt động khác nhau." Ông Daniel Hagari cho biết, quân đội sẽ tiến hành quản lý thông minh đối với các lực lượng ở Gaza, cho phép quân dự bị trở về nhà để giúp phục hồi nền kinh tế thời chiến cũng như tạo điều kiện huấn luyện quân thường trực để trở thành chỉ huy. Ông không nêu rõ có bao nhiêu binh sĩ được lệnh trở về cũng như thời điểm họ có thể quay trở lại. Xung đột nổ ra ở Gaza ngay sau khi Hamas tiến hành tấn công xuyên biên giới Israel. Tại thời điểm đó, 3.000 tay súng tràn vào Israel bằng đường bộ, trên không và trên biển, làm thiệt mạng khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 240 con tin ở mọi lứa tuổi. Theo ước tính IDF, khoảng 8.500 thành viên Hamas đã bị loại bỏ ở Gaza. Chiến dịch trên bộ trong những tuần gần đây đã giúp giảm đáng kể số lượng tên lửa phóng từ Gaza vào Israel. Theo dữ liệu của IDF, trong tuần đầu tiên của tháng 12, sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần với Hamas sụp đổ, trung bình mỗi ngày có 75 quả rocket được phóng vào Israel. Trong tuần tiếp theo, con số đó giảm xuống trung bình 23 quả tên lửa mỗi ngày. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 12, chỉ có 16 quả rocket được bắn mỗi ngày. Và từ ngày 22 đến 27 tháng 12, con số đó giảm xuống còn 14. Dữ liệu trên không tính đến số lượng súng cối phóng vào lực lượng mặt đất ở Gaza, tên lửa rơi xuống biển và các vụ phóng thất bại. Gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân Palestine ở giải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa trong thời gian xảy ra xung đột. Kế hoạch quân sự của Israel đến nay đã làm ít nhất 21.500 người Palestine thiệt mạng và gần 56.000 người bị thương. Quân đội Israel cho biết đang nỗ lực thiết lập quyền kiểm soát hoạt động trên khu vực khu Gaza. Các binh sĩ Israel cũng tấn công nhiều tài sản của Hamas bao gồm mạng lưới đường hầm và các vị trí phóng tên lửa chống tăng. Trong khi đó, ngay thời điểm thế giới bước sang năm mới 2024, một số tên lửa bắn từ giải Gaza nhằm vào thành phố Tel Aviv và miền nam Israel. Vụ tấn công vào miền nam Israel xảy ra lúc 0 giờ theo giờ địa phương ngày 1 tháng 1 và một vụ khác nhắm vào Tel Aviv xảy ra một phút sau đó. Còi báo động không kích vang lên và hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đánh chặn tên lửa. Nhiều người đang tụ tập trên đường phố để chào đón năm mới, buộc phải tìm nơi trú ẩn. Quân đội Israel cũng xác nhận sự việc trên. Bên cạnh đó, Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine, PCBS, cho biết số người Palestine thiệt mạng trong những cuộc xung đột vào năm 2023 cao hơn bất kể năm nào kể từ thời điểm năm 1948. PCBS ghi nhận 98% tổng số người Palestine thiệt mạng là ở Gaza, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ. Bên cạnh đó, nhiều người Palestine đã thiệt mạng ở khu bờ Tây kể từ khi xảy ra xung đột. Tại cuộc họp báo hôm 30 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định chiến tranh sẽ tiếp diễn trong nhiều tháng và yêu cầu Hamas trả tự do cho các con tin còn giam giữ. Trong thông điệp mừng năm mới 2024, Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo thế giới tham gia nỗ lực giải thoát ngay lập tức những con tin bị Hamas bắt cóc trong vụ tấn công hôm 7 tháng 10. Thông điệp của Tổng thống Herzog nhấn mạnh các nhóm con tin khác nhau, bao gồm trẻ sơ sinh, người già, phụ nữ và đàn ông đang bị Hamas giam giữ. Nhà lãnh đạo Israel đề cập đến những điều kiện tồi tệ mà các con tin đang phải đối mặt, như không được tiếp cận thuốc men một cách thường xuyên và không được hội chữ thập đỏ thăm viếng. Thông điệp trên được truyền tải thông qua các ngôn ngữ gồm tiếng Do Thái, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Hindi, tiếng Đức và tiếng Bồ Đào Nha. Tờ Thời báo Israel dẫn số liệu mới nhất được lực lượng phòng vệ nước này IDF công bố cho thấy đã có 170 binh sĩ tử trận khi tham chiến ở giải Gaza, trong đó 29 trường hợp thiệt mạng do dính phải hỏa lực thân thiện Friendly Fire. Thông cáo của IDF cho biết có 18 trường hợp trong số đó thiệt mạng do bị nhầm danh tính khi rơi vào các cuộc không kích đạn xe tăng nạ pháo hay trúng đạn của đồng đội. Hai binh sĩ bị trúng đạn lạc, trong khi 9 trường hợp khác thiệt mạng trong những tình huống vô tình như số bị cướp cỏ. Trong khi đó, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn số liệu từ văn phòng truyền thông của chính quyền giải Gaza cho biết, đã có hơn 28.820 người dân sinh sống tại đây thiệt mạng kể từ khi Tel Aviv phát động chiến dịch, trong đó có 9.100 trường hợp là trẻ em. Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ron Sharp cho biết, London đang chuẩn bị cho các cuộc tập kích vào nhóm vũ trang Houthi ở Yemen để đáp trả hàng loạt vụ tấn công do nhóm này thực hiện nhắm tới nhiều tàu chở hàng hoạt động tại Biển Đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp tuyên bố London sẽ không ngần ngại có hành động trực tiếp và không ngần ngại tiến hành nhiều hành động hơn nữa nhằm đối phó với những mối đe dọa tới sự tự do hàng hải ở Biển Đỏ và ngăn các cuộc tấn công trong tương lai sau vụ Mỹ bắn chìm ba tàu nhỏ của Houthi đang tấn công một tàu chở container. Ông nói, Houthi nên hiểu rõ rằng chúng tôi cam kết sẽ bắt những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm cho những vụ bắt giữ và tấn công trái phép. Nhóm Houthi đã từng tuyên bố vào cuối tháng 10 rằng họ sẽ bắn tên lửa vào Israel và tấn công các tàu có liên hệ với Israel để hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Hơn một chục vụ tấn công tàu thuyền do Houthi tiến hành đã xảy ra kể từ tháng 10, khiến các hãng tàu lớn phải chuyển hướng đi nơi khác xa hơn. Hậu quả là các tàu thuyền phải chịu phí bảo hiểm tăng vọt và chi phí hoạt động cao hơn. Theo Lầu Năm Góc, kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, nhắm vào 10 tàu thương mại liên quan đến 35 quốc gia di chuyển trên biển đỏ. Lực lượng Houthi tuyên bố tiếp tục hoạt động ngay cả khi Mỹ huy động được toàn bộ thế giới tham gia liên minh trên biển đỏ. Người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdul Salam đã cảnh báo biển đỏ sẽ trở thành một chiến trường rực lửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục chính sách chèn ép. Theo ông, các nước ven biển đỏ phải nhận thức thực tế về những mối nguy hiểm đang đe dọa an ninh quốc gia của mình. Trước đó, thủ lĩnh của lực lượng Houthi, ông Abdel Malik Al Houthi cảnh báo rằng nhóm này sẽ không ngần ngại tấn công các tàu chiến Mỹ nếu bị tấn công trước. ABC News ngày 1 tháng 1 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Mỹ sẽ rút nhóm tàu tác chiến sân bay USS Zeron 4 khỏi đông địa Trung Hải để trở về cảng ở North Bay Virginia như kế hoạch ban đầu. USS Zeron 4, tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ đã được điều động đến đông địa Trung Hải sau cuộc tấn công của Hamas và lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10, 2023. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, tàu USS Zeron Ford cùng các tàu hộ tống được điều đến để ngăn ngừa Iran và lực lượng Hezbollah tại Liên bang mở rộng xung đột. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng, dù tàu Ford trở về, Mỹ vẫn còn rất nhiều lực lượng quân sự tại khu vực và có thể linh hoạt triển khai thêm các tàu tuần dương hoặc tàu khu trục đến địa Trung Hải và Trung Đông. Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã điều nhóm tàu tác chiến sân bay thứ hai tới phía đông địa Trung Hải gần Israel để ngăn chặn Iran hoặc Hezbollah tham gia vào xung đột Israel-Hamas. Theo đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Eisenhower được điều tới phía đông địa Trung Hải tham gia cùng nhóm tàu tác chiến sân bay USS Gerald Ford. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã tuyên bố sự hiện diện của nhóm tàu tác chiến sân bay USS Gerald Ford ở phía đông địa Trung Hải và việc bổ sung thêm máy bay chiến đấu của không quân Mỹ tới khu vực thể hiện sự cam kết của Mỹ với Israel, nâng cao khả năng răn đe, cảnh báo Iran và Hezbollah không tham gia vào xung đột Israel-Hamas. Động thái này cho thấy Mỹ hành động thực tế không chỉ bằng lời nói trong nỗ lực hỗ trợ đối với Israel, đồng thời đó cũng là tín hiệu răn đe đối với Iran, Hezbollah ở Liban và lực lượng ủy nhiệm trong khu vực vốn có thể lợi dụng tình hình hiện tại để đẩy căng thẳng lên cao. Hai tuần sau đó, tàu tấn công đổ bộ USS Bataan của Mỹ mang theo đơn vị thủy quân lục chiến viễn trinh số 26 cũng đã được chuyển tới phía đông địa Trung Hải. Quyết định triển khai thủy quân lục chiến được đưa ra vì lầu năm góc lo ngại xung đột ở giải Gaza và nhấn chìm toàn bộ khu vực. Nhiều tàu khu trục trong nhóm tác chiến tàu sân bay for và Ensauer đã được triển khai tại biển đỏ để ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi bảo vệ các tàu thương mại đi qua khu vực hôm 31 tháng 12 năm 2023, các trực thăng của Hải quân Mỹ bắn chìm 3 tàu nhỏ chở các tay súng Houthi tại Biển Đỏ với lý do bắn trả để tự vệ sau khi bị các tay súng Houthi bắn trước. Nhà Trắng nói không mong muốn xung đột mở rộng tại Trung Đông sau vụ việc này. Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia thủ Nhà Trắng nói, cách tốt nhất là Houthi ngừng những cuộc tấn công như Mỹ đã nói hết lần này tới lần khác. Vị quan chức cũng nhấn mạnh rằng Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia quan trọng tại khu vực và sẽ đưa lực lượng cần thiết đến để bảo vệ lợi ích đó khi đề cập đến khả năng tấn công phủ đầu. Thưa quý vị, khi tác chiến ở cự ly với chiến binh Hamas dưới các đường hầm ở Gaza, ngay cả các đơn vị tinh nhuệ của Israel cũng có thể chịu thương vong nặng nề. Thay vì để con người phải mạo hiểm, Israel có thể sử dụng máy bay không người lái UAV thực hiện nhiệm vụ này. Khi tác chiến ở cự ly với chiến binh Hamas dưới các đường hầm ở Gaza, ngay cả các đơn vị tinh nhuệ của Israel cũng có thể chịu thương vong nặng nề. Thay vì để con người phải mạo hiểm, Israel có thể sử dụng máy bay không người lái UAV thực hiện nhiệm vụ này. Những UAV cỡ nhỏ đã trở thành công cụ đắc lực đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm thiểu thương vong để lính Israel đối phó với lực lượng Hamas thoát ẩn thoát hiện và đầy dẫy bẫy mìn trong các đô thị ở Gaza. Không chỉ trong đường hầm, trên chiến trường đô thị của Gaza, quân đội Israel đã dùng những chiếc UAV này khảo sát các tòa nhà đổ nát trước khi cử binh lính tới. Chúng cũng cung cấp những năng lực trinh sát trên không cho các đơn vị và thỉnh thoảng đóng vai trò như vũ khí tấn công. Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ loại bỏ Hamas, một trong những thách thức mà Israel phải đối mặt sẽ là mê cung đường hầm bên dưới Gaza, một thế giới dưới lòng đất với những lối đi chật hẹp, chứa đầy bom và bẫy cũng như các điểm phục kích. Đường hầm là nơi tồi tệ nhất có thể triển khai máy bay không người lái. Môi trường hoạt động bị hạn chế do có nhiều chướng ngại vật và bất kỳ va chạm nào cũng có thể làm gãy cánh quạt và vô hiệu hóa máy bay không người lái. Một vấn đề khác là UAV thường dựa vào GPS hoặc vệ tinh để điều hướng, những thứ vốn không hiệu quả dưới lòng đất. Sóng vô tuyến cũng vậy, người điều khiển có thể sẽ mất liên lạc với máy bay không người lái ngay khi nó khuất tầm nhìn. Vấn đề đầu tiên có thể giải quyết được bằng cảm biến chống va chạm và các cánh quạt được đặt trong lồng bảo vệ. Hai vấn đề còn lại đòi hỏi cần có một loại phần mềm thông minh được gọi và lập bản đồ và xác định vị trí đồng thời, hay SLAM. UAV hoặc robot sử dụng SLAM xây dựng mô hình 3D về môi trường xung quanh và theo dõi vị trí của chính nó trong môi trường đó. UAV nhỏ có thể tạo ra bản đồ 3D của các đường hầm, không cần dây cáp kết nối và phù hợp cả với những không gian nhỏ. Chúng cũng có khả năng tạo ra mạng lưới liên lạc riêng dưới lòng đất, với mỗi chiếc được biến trở thành trạm bắt cầu tín hiệu, giúp chiếc sau bay xa hơn có một số loại UAV tích hợp slam như UAV của Esin AI trụ sở tại Mỹ hệ thống này đã chứng tỏ có thể khám phá và lập bản đồ các không gian ngầm nguy hiểm mà không cần phải đưa con người tới đó Nova 2 của Shiwei công ty công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Mỹ cũng có khả năng tương tự với sự hỗ trợ của AI Nova 2 có thể lập bản đồ và tìm kiếm bên trong các tòa nhà trong nhiều tầng cũng như các tổ hợp phức tạp dưới lòng đất một cách thông minh mà không cần con người điều khiển nó cũng có thể nhận ra các vật thể bao gồm cả con người theo Shiwai, Nova 2 sử dụng thuật toán lập kế hoạch đường đi và thị giác máy tính tiên tiến để tự động điều hướng trong các tòa nhà nhiều tầng và các tổ hợp phức tạp dưới lòng đất mà không cần GPS, thông tin liên lạc hoặc con người điều khiển. Khi Nova 2 hoạt động tìm kiếm và khám phá, con người sẽ được phát hiện và tự động điền vào bản đồ. Nó có thể lập bản đồ 3D nhiều tầng và cung cấp một bức tranh tổng thể chung về chiến trường mà chưa loại UAV nào có thể làm được. Với khả năng như vậy, binh lính luôn biết ai đang chiếm giữ một tòa nhà hoặc đường hầm trước khi họ tiến vào. Ngoài ra, Israel đã phát triển các khả năng tương tự, đặc biệt là hệ thống Legion X, một hệ thống linh hoạt chia sẻ dữ liệu giữa nhiều robot làm việc cùng nhau. Hệ thống này có cấu trúc mở, có thể bổ sung thêm số lượng bất cứ UAV và robot khi cần thiết. Đặc biệt, chúng có thể bao gồm UAV Lanius, một máy bay không người lái dạng quadcopter có khả năng tìm kiếm và tấn công kết hợp, được thiết kế để hoạt động trong các tòa nhà và dưới lòng đất. Quân đội Israel hiện sử dụng UAV cho nhiều mục đích ở Gaza. Một số bay vào đường hầm, một số có thể chui qua cửa sổ và khám phá bên trong các tòa nhà số khác mang chất nổ để thả xuống vị trí của Hamas. Theo một đơn vị đặc nhiệm Israel chuyên tìm và phá hủy các đường hầm của Hamas, họ sử dụng UAV để thả đồ vật xuống bẫy mìn thường thấy xung quanh các lối vào đường hầm nhằm vô hiệu hóa chúng. Một trong những nhân vật cấp cao thuộc Liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi cư dân Palestine ở Gaza rời khỏi vùng đất này, nhường chỗ cho những người Israel có thể làm cho sa mạc nở hoa. Những lời lẽ của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã xoáy vào lo ngại của phần lớn các nước Ả Rập rằng Israel muốn đuổi người Palestine ra khỏi Gaza, một trong các vùng đất mà người Palestine muốn xây dựng một nhà nước tương lai. Một hành động như vậy có thể một lần nữa sẽ đẩy người Palestine rơi vào tình cảnh nắc ba thảm họa như năm 1948, khi hàng loạt người Palestine bị buộc phải rời bỏ quê hương sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel vào năm đó. Ông Smotrick nói về triển vọng tái lập các khu định cư của người Do Thái ở giải Gaza rằng để có an ninh, chúng ta phải kiểm soát lãnh thổ. Để kiểm soát lãnh thổ về mặt quân sự trong thời gian dài, chúng ta cần sự hiện diện dân sự. Đồng thời nhấn mạnh, nếu 2,3 triệu cư dân không còn lớn lên ở đó với khát vọng loại bỏ nhà nước Israel, giải Gaza sẽ được nhìn nhận theo cách khác ở Israel. Song quan điểm của ông Smotrich không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Israel, vốn nói rằng cư dân Gaza sẽ có thể trở về nhà của mình sau khi cuộc xung đột kết thúc. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa chính thức đề xuất kế hoạch trục xuất cư dân Gaza hoặc đưa những người định cư do Thái trở lại vùng đất này kể từ khi xung đột Israel phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ngày 7 tháng 10. Các cuộc thăm dò dư luận cũng chỉ ra rằng hầu hết người Israel không ủng hộ việc tái lập các khu định cư của Israel ở Gaza. Các khu định cư này đã được di rời sau khi quân đội Israel rút khỏi Gaza vào năm 2005. Người Palestine và lãnh đạo các nước Ả Rập đã cáo buộc Israel muốn tạo ra một Nakba mới. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phản đối mọi hành động nhằm buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Ông nói, chúng tôi sẽ không cho phép chuyện di rời xảy ra, dù là ở giải Gaza hay ở bờ Tây. Trước đó, phía Mỹ cũng đã nêu quan điểm và cho rằng Palestine nên quản lý Gaza thời hậu chiến. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel bình luận rằng nước này sẽ kiểm soát an ninh khu vực vô thời hạn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã vạch ra những dự tính của Washington với vùng lãnh thổ này là không tái chiếm đóng Gaza sau khi xung đột kết thúc không phong tỏa hay bao vây Gaza, không thu hẹp lãnh thổ Gaza. Ông Blinken cho biết sẽ cần một giai đoạn chuyển tiếp khi xung đột kết thúc, nhưng việc quản lý hậu khủng hoảng phải bao gồm sự quản lý của Palestine và Gaza phải hợp nhất với bờ Tây thuộc nhà nước Palestine. Theo kênh CNN, phong trào Hamas ở dài Gaza đã phóng rocket vào Israel chỉ vài phút sau khi năm mới 2024 bắt đầu. Lưới đoàn al qassam cánh quân sự của Hamas đã tuyên bố bắn phá Tel Aviv bằng một loạt rocket M-90 vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương. Còi báo động đã vang lên khắp khu vực miền Nam và miền Trung Israel. Israel đã chặn được ít nhất 12 rocket bắn từ Gaza. Đầu ngày 1 tháng 1, lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo về vụ bắn rocket trong một bài đăng trên mạng xã hội. Năm mới, vụ tấn công tương tự của Hamas. Trong khi 129 người Israel vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza, Hamas cũng quyết định bắt đầu năm 2024 bằng cách phóng một loạt rocket vào Israel. Không có năm mới vui vẻ cho đến khi tất cả trở về nhà. Trong khi đó, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã thông báo với phía Israel rằng Hamas đã đồng ý về nguyên tắc việc nối lại các cuộc đàm phán để trả thêm các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài tới một tháng ở giải Gaza. Phía Israel đang phản ứng thận trọng trước thông điệp này và nhấn mạnh nước này sẽ nhanh chóng biết được liệu Hamas có thực sự nghiêm túc hay không. Trong khi đó, hãng tin Walla của Palestine cho biết các cuộc thảo luận vẫn tập trung vào đề xuất của ông David Bania, giám đốc cơ quan tình báo Israel, bao gồm việc thả 40 con tin, trong đó có phụ nữ, đàn ông trên 60 tuổi và những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng để đổi lấy các con tin Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza trong tối đa một tháng và thả một số tay súng Palestine. Về vấn đề con tin, Thủ tướng Israel, ông Netanyahu nói Hamas đã đưa ra đủ kiểu tối hậu thư trong vấn đề con tin với Israel, nhưng nước này không chấp nhận. Ông khẳng định chúng tôi đang thấy có sự thay đổi nhất định, nhưng tôi không muốn tạo ra kỳ vọng quá mức. Theo ông Netanyahu, nếu có thể đạt một thỏa thuận khả thi, nó sẽ được thực hiện. Nguồn tin thân cận với Hamas nói một phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập vài ngày trước để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza của Cairo. Kế hoạch dự kiến gồm lệnh ngừng bắn có thể gia hạn, trao đổi con tin và hướng đến kết thúc hoàn toàn giao tranh. Israel và Hamas từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ ngày 24 tháng 11 với Qatar và Ai Cập làm trung gian để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo ông Netanyahu tái khẳng định sẽ đưa toàn bộ con tin Israel đang bị giữ tại Gaza về nhà. Ông cho biết quân đội Israel đang tham gia một cuộc xung đột phức tạp và cần thời gian để đạt mục tiêu đặt ra. Quay trở lại với diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, khi các lực lượng thông thường của Ukraine không thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của Moscow trên chiến trường, Kiev chuyển hướng sang chiến thuật du kích, gia tăng các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ của Nga khi các lực lượng thông thường của Ukraine không thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của Moscow trên chiến trường, Kiev chuyển hướng sang chiến thuật du kích, gia tăng các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga. Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh trên quy mô lớn, cả trên bộ và bằng các cuộc không kích. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tập kích thành phố Bengorod hôm 30 tháng 12, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây rõ ràng là phản ứng của Kiev sau cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào một số thành phố của Ukraine một ngày trước đó. Tuy nhiên, các chiến thuật du kích bao gồm hoạt động phá hoại, đột kích, ám sát có chủ đích và cố gắng làm nổ tung các kho đạn dược, đường ống dẫn dầu và đường sắt trở nên quan trọng hơn khi hai bên không đạt được tiến bộ đáng kể ở tiền tuyến. Ngày 29 tháng 11, những đối tượng phá hoại đã đặt bốn khối chất nổ lên một đoàn tàu chở diesel và nhiên liệu máy bay của Nga ở cách biên giới Ukraine khoảng 4.800 km. Các quan chức tình báo Ukraine cho biết điều còn quan trọng hơn cả việc phá hủy đoàn tàu này là thời điểm xảy ra vụ nổ. Kiev muốn đoàn tàu nổ tung khi 50 toa tàu đang di chuyển qua đường hầm dài 15 km xuyên qua dãy núi Severomuisky ở vùng Viễn Đông. Đây là hầm đường sắt dài nhất ở Nga. Ukraine hy vọng có thể phá hủy một tuyến đường quan trọng mà Kiev cho là để vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên tới Nga. Vào thời điểm các lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đang vật lộn để ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng của Nga. Các đoàn tàu có thể được thay thế và đường dây được sửa chữa nhanh chóng. Tuy nhiên thiệt hại nghiêm trọng đối với đường hầm vốn phải mất hàng thập kỷ để xây dựng này sẽ không dễ khắc phục. Truyền thông Nga khi đó đưa tin một đám cháy xảy ra ở đường hầm severo và giữa lời các quan chức cho biết nguyên nhân là do một thiết bị không xác định đã phát nổ, mức độ thiệt hại không được thông báo chi tiết. Vụ nổ thứ hai trên tuyến đường sắt thay thế gần đó xảy ra trong vòng 48 giờ sau đó. Kết hợp với các hành động phá hoại khác trên lãnh thổ Nga và đằng sau phòng tuyến của Nga ở Ukraine, các vụ nổ nhằm vào tuyến đường sắt báo hiệu Kiev đang sử dụng chiến thuật bất thường. Ông Seth G. Jones, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, từng là cố vấn cho tư lệnh lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở Afghanistan cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đang thay đổi khi Kiev gia tăng số lượng các hoạt động du kích chống lại lực lượng Nga và giảm các chiến dịch thông thường. Nga với dân số gấp 3 lần Ukraine và có một tổ hợp công nghiệp quân sự lớn hơn nhiều so với nước láng giềng hiện có lợi thế trong tác chiến thông thường, đặc biệt là khi cam kết hỗ trợ quân sự lâu dài của phương Tây dành cho Ukraine đang bị đặt dấu hỏi. Lực lượng du kích Ukraine cho biết họ đã cho nổ tung một đoàn tàu chở hàng của Nga vào ngày 15 tháng 12 khi nó đang vận chuyển đạn dược và nhiên liệu từ Crimea đến Melitopol, miền nam Ukraine. Các cuộc tấn công trước đó nhằm vào các tuyến đường sắt bên ngoài dãy núi Ural, vốn là rào cản tự nhiên giữ an toàn cho các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Nga, cho thấy chiến thuật du kích có thể gây ra những tác động lớn. Phía Ukraine thường không lên tiếng về các hoạt động phá hoại ở Nga, nhưng lần này họ muốn Điện Kremlin biết ai đứng đằng sau các vụ tấn công. Các cơ quan tình báo của Nga nên làm quen với thực tế là người của chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi. Một quan chức cấp cao của cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cho biết sau vụ tấn công nhằm vào tuyến đường sắt thứ hai, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động với điều kiện giấu tên vì lý do an ninh. Quan chức này cũng cung cấp thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường sắt của Nga. Các chi tiết đều trùng với thông tin do chính quyền Nga công bố, video từ hiện trường và báo cáo của các phương tiện truyền thông Nga. Bà Emily Ferris, nhà nghiên cứu chuyên về Nga tại Viện Russia, có trụ sở tại Anh cho biết, các tuyến đường sắt rất quan trọng đối với Nga bởi chúng được thiết kế để trở thành xương sống của hệ thống cung cấp từ thời Liên Xô. Cuộc tấn công táo bạo vào đường hầm ở vùng Viễn Đông của Nga có thể là mối lo ngại đặc biệt đối với Điện Kremlin. Bà Ferris nói, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho những tuyến đường sắt dài và dễ bị tấn công là điều khiến Nga bận tâm trong hơn một thế kỷ. Chỉ có hai tuyến đường sắt trải dài khắp vùng đất rộng lớn của Nga, tuyến xuyên Siberia trải dài 9.289 km từ Vladivostok đến Moscow và tuyến đường sắt Baikan Amur Bam chạy từ một điểm gần Thái Bình Dương kéo dài khoảng 4.200 km trước khi liên kết về tuyến xuyên Siberia. Đó cũng là những tuyến đường sắt nối Nga với Trung Quốc. Trong bối cảnh thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, các tuyến này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết về mặt kinh tế và quân sự đối với Điện Kremlin. Nhưng việc bảo vệ các tuyến đường này là một thách thức bởi chúng trải dài qua vùng đồng bằng Siberia, những khu rừng rậm rạp và những thảo nguyên rộng lớn hệ thống đường sắt liên kết của Nga và Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển nhanh chóng của quân đội và thiết bị giữa hai nước, cho phép Belarus đóng vai trò là bàn đạp cho cuộc tấn công của Moscow vào Kiev từ phía Bắc vào tháng 2 năm 2022. Theo bà Ferris, chính các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới đường sắt trên tuyến này đã làm tăng thêm những khó khăn về hậu cần của Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột và cũng góp phần khiến Moscow thất bại trong chiến dịch tấn công vào Kiev. Theo RT ngày 1 tháng 1, ông Putin đã tới thăm các binh sĩ tham gia kế hoạch quân sự tại một bệnh viện quân y ở thủ đô Moscow. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ tăng cường tập kích nhằm đáp trả vụ pháo kích nhắm vào Belgorod. Ông Putin cho biết, những gì xảy ra ở Belgorod là một hành động khủng bố, không còn cách nào khác để mô tả nó. Kiev muốn uy hiếp và gây ra tình trạng bất ổn. Chúng ta sẽ tăng cường các cuộc tập kích đáp trả, không có tội ác nào chống lại dân thường mà không bị trừng phạt. Tuy vậy, quân đội Nga sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Trước đó, vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo phản lực để tập kích trung tâm thành phố Belgorod. Vụ việc khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và hàng trăm người khác bị thương. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, chính phương Tây tạo ra xung đột ở Ukraine để chống lại Moscow bằng chính bàn tay của người dân quốc gia Đông Âu này. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Putin nói rõ Ukraine thực chất không phải là kẻ thù của Nga nhà lãnh đạo cho rằng phương Tây mới là kẻ thù của Nga và bản chất của vấn đề không nằm ở Ukraine mà ở những người muốn mượn tay Kiev để cố loại bỏ nước Nga. Theo Tổng thống Nga, đối phương sẽ hoàn toàn không thể thành công và phương Tây đang dần nhận thức được điều này, cũng như thay đổi cách diễn đạt về xung đột. Bên cạnh đó, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Nga muốn kết thúc xung đột càng nhanh càng tốt, nhưng theo những điều kiện của nước này, bởi quyền chủ động chiến lược trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt hiện thuộc về Moscow. Cũng trong bài phát biểu, ông putin tuyên bố không có quân đội nào trên thế giới có vũ khí như chúng tôi có đồng thời cho rằng nga đang tiến bộ hơn trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng vũ khí hơn tất cả những nước khác năng lực của lực lượng vũ trang nga đang tăng lên đáng kể khi họ có khả năng và sẵn sàng sử dụng vũ khí tiên tiến hơn bất kỳ quân đội nào cùng với một lợi thế lớn là sử dụng các phương pháp tác chiến tiên tiến trong khi đó tổng thống putin cho rằng vũ khí phương Tây đưa vào Ukraine sẽ sớm cạn kiệt với tốc độ tiêu tốn 5.000 hoặc thậm chí là 6.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155 ly mỗi ngày, cho dù Mỹ có kế hoạch tăng cường sản xuất loại vũ khí này. Trong khi đó, theo Pravda, trong ngày 1 tháng 1 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu kéo dài khoảng 20 phút nhân dịp năm mới. Tại đây, ông Zelensky đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về các kế hoạch quân sự của Kiev trong năm 2024. Ông Zelensky nói, trong năm tới, đối phương sẽ được nếm trải cơn thịnh nộ của Ukraine. Chúng tôi sẽ sử dụng những vũ khí do chính Ukraine sản xuất để giành lợi thế cả ở trên bộ, trên không và trên biển. Tại Biển Đen, đối phương sẽ hiểu rằng họ không thuộc về nơi này. Tôi cũng cảm ơn tất cả các quốc gia đã giúp đỡ Kiev. Trong năm nay, chúng ta đã nhận được các hệ thống phòng không Patriot, Iris T, Nasham, các xe tăng Abrams và Leopard. Và rồi, chúng ta sẽ sớm thấy các tiêm kích F-16 trên bầu trời Ukraine. Ông Zelensky cho biết, Người dân Ukraine đã nghe thấy tiếng còi cảnh báo không kích hơn 6.000 lần trong năm 2023. Nhưng các đợt không kích này không thể làm quyết tâm của Ukraine thay đổi. Tổng thống Zelensky khép lại thông điệp năm mới hôm nay giống như một năm trước. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong năm tới. Tuy nhiên, lần này chúng ta có thể tự tin rằng Ukraine sẽ mạnh mẽ đối mặt với mọi kịch bản. Giới chức nga-Ukraine cáo buộc nhau tập kích lãnh thổ đối phương vào thời khắc chuyển sang năm mới, khiến một số người thiệt mạng. Ông Denis Pushilin lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga bổ nhiệm, viết lên Telegram, sau giao thừa, quân đội Ukraine đã pháo kích trung tâm thành phố Donetsk. Chúng tôi kêu gọi người dân ở nguyên trong hầm trú ẩn để tránh nguy hiểm. Ole Kipper, tỉnh trưởng Odessa của Ukraine, sáng cùng ngày thông báo, Nga đã triển khai máy bay không người lái UAV tập kích thủ phủ cùng tên của tỉnh lúc dạng sáng. Phòng không Ukraine đã được kích hoạt để đánh chặn vụ tấn công, song các mảnh vỡ từ UAV đã rơi xuống một số tòa nhà và gây ra hỏa hoạn khiến ít nhất một người thiệt mạng và 9 người bị thương. Thị trưởng Odessa, Hennady Chukhanov, sau đó đăng video, ông đi thị sát một tòa nhà bị trúng mảnh vỡ UAV, trong đó có hình ảnh một căn phòng đổ nát với kính cửa sổ bị vỡ. Ông Chukhanov nói, người ta nói rằng bạn đón năm mới thế nào thì cả năm sẽ sống như thế. Tuy nhiên, năm nay Ukraine sẽ phá vỡ quy luật này, chúng ta sẽ đứng vững và sẽ chiến thắng. Không quân Ukraine xác nhận Nga đã tập kích tỉnh Odessa thêm rằng Moscow còn nhắm mục tiêu vào tỉnh Mykolaiv và Dnipro. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, song sáng nay cho biết đã triển khai cường kích Su-25, phóng rocket hạ một số khí tài hạng nhẹ và binh sĩ Ukraine trên hướng Krasnolimansky, Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh cường kích Su-25 của không quân Nga đang tấn công vị trí và quân nhân Ukraine ở tỉnh Donetsk. Máy bay Nga trong clip này thực hiện tấn công bằng rocket S-8 không dẫn đường. Theo báo cáo của pháo thủ, các mục tiêu đã trúng đạn. Đáng lưu ý, phi công tiến hành công kích mục tiêu khi bay rất thấp, chỉ cách mặt đất có 25 mét. Máy bay SU-25, biệt danh Frogfoot, là một cường kích đa dụng được thiết kế cho mục đích trinh sát và yểm trợ đường không. Đây là phi cơ phản lực có một chỗ ngồi và hai động cơ, với khả năng xuất kích từ đường băng chưa lát và trong điều kiện thời tiết xấu. Hiện nay, trong xung đột với Ukraine, quân đội Nga đang chiếm ưu thế về trọng pháo, cùng đạn pháo, máy bay tiêm kích cường kích và máy bay trực thăng chiến đấu. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video clip ghi cảnh các đơn vị pháo phản lực Tornado G thuộc nhóm tác chiến Zapad tấn công các vị trí tác chiến của pháo binh Ukraine được ngụy trang kỹ trên hướng Kupyansk trong kế hoạch quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khẩu đội Tornado G khi nhận được lệnh đã nhanh chóng triển khai vào hòa điểm, căn mục tiêu và khai hỏa dồn dập. Trong clip này, hiếm hoi được thấy bản điều khiển của pháo phản lực Nga nói chung và pháo phản lực Tornado G nói riêng. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado G của Nga là hệ thống vũ khí hiện đại được thiết kế cho quân đội Nga sử dụng. Hệ thống này có khả năng phóng nhiều loại đầu đạn khác nhau với độ chính xác cao và tốc độ lớn. Lợi thế trên chiến trường Ukraine đang nghiêng về phía Nga khi chiến dịch phản công của Ukraine chững lại và viện trợ của phương Tây cho Ukraine sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, Nga mới đây đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào một loạt thành phố của Ukraine, phóng hơn 100 tên lửa và nhiều máy bay không người lái, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị quá tải. Đối mặt với hàng loạt vũ khí trên không phức tạp, không quân Ukraine cho biết họ chỉ bắn hạ 87 trong số 122 tên lửa do Moscow phóng đi, chiếm khoảng 70% tổng số vũ khí. Nhiều tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo đã lọt qua được hệ thống phòng không và nhắm trúng mục tiêu. Shohi Kuzan, chủ tịch nhóm nghiên cứu Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine cho rằng đợt tấn công này đã hoàn toàn áp đảo lực lượng phòng không Ukraine. Theo giới phân tích, mạng lưới hệ thống phòng không hạn chế của Ukraine và cường độ mạnh mẽ của cuộc tấn công mà Nga đang thực hiện đã khiến rất nhiều tên lửa dễ dàng lọt qua. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự và giới chức Ukraine cho rằng cuộc tấn công cũng cho thấy Nga đã học được những cách thức tốt nhất để né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Trong nhiều tháng qua, Nga đã dự trữ số lượng lớn tên lửa có độ chính xác cao, đồng thời triển khai hàng loạt máy bay không người lái trong một nỗ lực nhằm thăm dò hệ thống phòng thủ của Ukraine. Trong các cuộc oanh tạc dữ dội vào mùa đông năm 2022, tên lửa Nga đã dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự. Nga cũng tăng cường tập kích mạng lưới điện, khiến nhiều khu vực tại Ukraine chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, Mỹ và châu Âu bắt đầu cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí phòng không tiên tiến, trong đó có hệ thống phòng không Patriot để cải thiện khả năng phòng thủ. Các quan chức Ukraine nói rằng, Nga đã dự trữ tên lửa cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn kéo dài trong mùa đông này. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, đến đầu tháng 11, Nga đã tích lũy được hơn 800 tên lửa có độ chính xác cao. Đến hôm 29 tháng 12, Nga dường như đã biến kế hoạch thành hành động. Tướng Valery Zalutny chỉ huy hàng đầu của Ukraine cho biết, cuộc tấn công bắt đầu với 30 máy bay không người lái phóng từ phía Bắc và Đông Nam. Sau đó, Nga điều máy bay ném bom phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cuối cùng là tên lửa siêu thanh, một trong những vũ khí tinh vi nhất của họ. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, cuộc tấn công cho thấy những UAV Sahit mà Nga triển khai trong đợt đầu tiên có thể đã đảm nhận vai trò đánh lạc hướng lực lượng phòng không của Ukraine hoặc kích hoạt cuộc tấn công, khiến tên lửa dễ dàng vượt qua. Một lý do khác có thể khiến nhiều tên lửa tránh được hệ thống phòng không của Ukraine là việc sử dụng mồi nhử. Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy tên lửa hành trình của Nga dường như đã phóng pháo sáng, một loại mồi nhử mà máy bay chiến đấu sử dụng để gây nhầm lẫn cho lực lượng phòng không của đối phương. Nhà phân tích Shohi Kuzan cho rằng Ukraine vẫn chưa đủ thiết bị phòng không để đẩy lùi các cuộc tấn công phối hợp. Trái lại, Nga có đủ nguồn lực để thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công như vậy. Thưa quý vị, NATO đang triển khai thêm một căn cứ phòng thủ tên lửa mới tại Ba Lan và điều này đã khiến chính quyền Moscow có phản ứng rất gay gắt. Theo các chuyên gia quân sự, tiền đồn quân sự chiến lược này không khác gì một cái gai đối với Nga, được coi là biểu tượng cho sự mở rộng không ngừng về phía đông của NATO. Ở trung tâm miền Bắc Ba Lan là Rzeszow, một ngôi làng có căn cứ quân sự NATO. Căn cứ này đóng vai trò như một lá chắn để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa, đặc biệt là từ các mối đe dọa từ phía đông. Theo các chuyên gia quân sự, tiền đồn quân sự chiến lược này không khác gì một cái gai đối với Nga, được coi là biểu tượng cho sự mở rộng không ngừng về phía đông của NATO. Mỗi buổi sáng, khi nhà báo Ba Lan Thomas Shechik được bắt gặp âm thanh chói tai của quốc ca Mỹ vang lên từ căn cứ quân sự Rejkovo, đằng sau hàng rào dây thép gai có treo biển tránh xa bằng nhiều thứ tiếng là một cơ sở quân sự dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, đóng vai trò là pháo đài chống lại các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng vào châu Âu và Mỹ. Bất chấp những tuyên bố của Mỹ về mục đích phòng thủ của căn cứ, phía Nga coi các căn cứ ở resikovo và Rumani là những bệ phóng tiềm năng cho các hoạt động tấn công chống lại Nga. Căng thẳng gia tăng với việc Moscow có những tín hiệu đáp trả làm gia tăng mâu thuẫn từ cả hai bên, thúc đẩy bầu không khí bất ổn và ngờ vực. Nỗi lo lắng của Nga càng tăng cao khi Ba Lan xây dựng căn cứ tên lửa ở Rezhikovo, chỉ cách lãnh thổ Kaliningrad của Nga 160 km và cách Moscow hơn 1.200 km. Những vấn đề phát sinh tại địa phương đã xảy ra khi dân làng Resikovovo lo lắng về việc họ có thể trở thành mục tiêu tiềm năng khi xung đột nổ ra. Giá trị tài sản ở ngôi làng này giảm mạnh và một số dự án đang được đầu tư tại đây phải xem xét do lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa có thể nổ ra. Những nỗ lực của NATO nhằm giảm căng thẳng gia tăng bao gồm việc đề xuất một cơ chế minh bạch để giải quyết những lo ngại của Moscow về các căn cứ tên lửa. Tuy nhiên, Nga yêu cầu những thay đổi quan trọng hơn, bao gồm việc NATO rút lực lượng quân sự ra khỏi Đông Âu và hạn chế triển khai các loại vũ khí tấn công tại khu vực này. Nguồn gốc của cuộc xung đột này bắt nguồn từ việc Mỹ rút khỏi hiệp ước chấm tên lửa đạn đạo năm 1972, một động thái khiến giới lãnh đạo Liên Xô khó chịu và gây ra một loạt bất đồng. Ngày nay, Nga coi khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ là mối đe dọa trực tiếp, làm suy yếu học thuyết răn đe hạt nhân, vốn duy trì sự ổn định trong chiến tranh lạnh. Khi căng thẳng gia tăng, cuộc khủng hoảng hiện tại đã vượt ra ngoài Ukraine, liên quan đến Ba Lan, Romania và các nước vùng Baltic. Moscow kêu gọi những sự thay đổi cơ bản trong an ninh châu Âu, kêu gọi NATO hạn chế hiện diện quân sự ở Đông Âu và hạn chế triển khai vũ khí tấn công. Trong khi NATO đề xuất một cơ chế minh bạch, Nga nhấn mạnh vào những thay đổi sâu sắc hơn, nhấn mạnh đến khả năng tấn công tiềm tàng của các căn cứ phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Romania. Cuộc đối thoại vẫn bế tắc khi cả hai bên đều không sẵn sàng thỏa hiệp trên danh giới đỏ của mình. Bên cạnh đó, kể từ khi xung đột Nga, Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Ba Lan từng là một trong những quốc gia thành viên NATO nhiệt tình nhất ủng hộ cho Kyiv. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan bùng phát sau khi Warsaw từ chối dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc đối với Kiev vì lý do cần phải bảo vệ nông dân trong nước trước làn sóng sản phẩm giá rẻ tràn vào thị trường nội địa. Theo giới chức Mỹ và NATO, hệ thống tên lửa ở làng resikovo của Ba Lan được xây dựng để chống lại mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, mà đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, Nga coi căn cứ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Lần đầu tiên dự án xây dựng căn cứ resikovo được công bố là vào năm 2009, Cơ sở này sẽ được trang bị 24 tên lửa M3 phóng từ mặt đất và một hệ thống phòng không. Một cơ sở tương tự của Mỹ trang bị hệ thống lá chắn tên lửa Aegis Ashore cũng đã đi vào hoạt động ở Romania. Rezhikovo là một mô hình thu nhỏ của vũ điệu địa chính trị phức tạp giữa NATO và Nga, một vũ điệu có thể định hình tương lai của an ninh châu Âu. Khi thế giới đang dõi theo những dư âm của chiến tranh lạnh, nhắc nhở chúng ta về sự cân bằng quyền lực mong manh, đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận và sự khéo léo trong ngoại giao của các bên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan vừa qua đã triệu tập đại biện lâm thời Nga để trao công hàm yêu cầu giải thích vụ việc mà Warsaw cho là tên lửa hành trình của Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Đại biện lâm thời Nga tại Ba Lan, Andre Odas khẳng định đây là cáo buộc vô căn cứ. Ông Odas nêu rõ ông đã nhận được công hàm, trong đó có cáo buộc vô căn cứ rằng một vật thể đã xâm phạm không phận Ba Lan mà các chuyên gia nước này cho là tên lửa của Nga nhưng không đưa ra bằng chứng liên quan. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Odad nhấn mạnh Nga sẽ không đưa ra lời giải thích nào về vụ việc cho đến khi phía Ba Lan đưa ra bằng chứng cụ thể. Theo giới truyền thông Nga, lực lượng hàng không vũ trụ VKS tiếp tục phá hủy các chủ thể quân sự của Ukraine bằng hàng trăm tên lửa tấn công chính xác. Các nguồn tin cho biết các cuộc tấn công tên lửa đã đánh vào Odessa, Kiev, Volyn và các khu vực khác của Ukraine. Đặc biệt, có ít nhất 3 vụ tấn công vào cảng Odessa và 6 vụ phóng đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Kiev ở khu vực envip và Volin. Cùng với đó, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào các mục tiêu ở khu vực Kiev, Chernigov, Dnipropetrov và Zaporizhia, trong đó có cả khu vực triển khai các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ở thủ đô Kiev. Đồng thời, thị trưởng thủ đô Kiev là ông Vitaly Klitschko cũng xác nhận các đòn đánh đã giáng vào vùng Podolsk, nơi có hơn 50 cơ sở công nghiệp. Ở chiến trường trên mặt đất, lực lượng vũ trang Nga với sự hỗ trợ của lực lượng không quân đã tấn công Adipka theo ba hướng, Bắc, Đông và Nam. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Nga với sự hỗ trợ của hàng không đang cố gắng bao vây Adipka, biến thành phố này thành nồi hầm mới. Trong 32 giờ qua, 17 cuộc tấn công được thực hiện ở phía đông Novo Bakhmutoka và Adipka, gần Seveni, Povomaisky và Nevensky vào ban ngày. Còn trong các báo cáo buổi tối, Lực lượng vũ trang Ukraine công bố 21 cuộc tấn công, gồm 11 ở phía đông Novo và Adipka, 10 cuộc tấn công khác ở khu vực Bevomaisky và Nevensky. Trong bối cảnh đó, một quan chức Ukraine đã thừa nhận rằng cuộc phản công gần đây của quân đội Nga tại Rabotino là xuất phát từ việc viện trợ phương Tây cho Ukraine bị chậm trễ. Nếu điều này tiếp tục kéo dài, quân đội Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể sẽ sớm bị ép buộc phải rút khỏi các thành phố lớn. Trong gần 2 năm xung đột, các hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây mà Ukraine sử dụng vẫn chưa bắn hạ được tên lửa hành trình KH-22 nào của Nga. Hôm 29 tháng 12, ông Yuri Inat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, tuyên bố các hệ thống phòng thủ tối tân mà phương Tây sản xuất và cung cấp cho Kiev, bao gồm Patriot, Iris T, Nasamet, đã không thể đánh chặn được một tên lửa hành trình KH-22 nào của Nga. Tuyên bố của Inat về cơ bản là nhấn mạnh sự kém hiệu quả của lực lượng phòng không Ukraine trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga Ông Inat nói về những khó khăn của lực lượng phòng không Ukraine khi đối mặt với các loại tên lửa đạn đạo tối tân của Nga. Tên lửa Kh-22 có tốc độ bay lên tới 4.000 km/h và quỹ đạo bay phức tạp, vì vậy cần phải có các biện pháp đánh chặn cụ thể. Ngoài ra, Nga còn có phiên bản hiện đại hóa của tên lửa Kh-22 là Kh-32. Cho đến nay, hệ thống phòng không Ukraine vẫn chưa có vụ đánh chặn thành công nào. Đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Ông Inat nhấn mạnh, đây là loại tên lửa có cánh nhưng lại có tốc độ siêu âm. Nó thường di chuyển theo quỹ đạo đạn đạo với tốc độ đáng kinh ngạc khoảng 4.000 km một giờ và vì thế không thể đánh chặn tên lửa này bằng các phương pháp phòng không thông thường. Theo hãng tin Reuters, thống đốc vùng Odessa Ole Kipper cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và ba người bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái drone của Nga vào cảng Odessa ở phía nam Ukraine. Ông Kipper nói rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Moscow nhưng các mảnh vỡ drone rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại các tòa nhà dân cư ở nhiều khu vực của thành phố Odessa. Thị trưởng thành phố Odessa, Hennady Chukhanov viết trong một bài đăng, người ta nói cách chào đón năm mới chính là cách bạn sẽ sống trong năm đó. Năm nay Ukraine sẽ phá vỡ quy tắc này, chúng ta sẽ kiên trì và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Theo lực lượng không quân Ukraine, các vùng Mykolaiv và Dnipro là những khu vực khác của Ukraine trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Reuters dẫn thông báo của không quân Ukraine trên kênh Telegram cho biết Nga đã triển khai 90 drone tấn công Ukraine vài giờ trước thời khắc năm mới 2024 và hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy 87 trong số đó. Trước đó, không quân Ukraine cho biết các thành phố trên khắp nước này vừa bị nhắm mục tiêu trong một đợt không kích lớn đêm 28 dạng sáng ngày 29 tháng 12. Theo RT, đợt không kích mà quân đội Nga chưa xác nhận được cho là có sự tham gia của hàng chục máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat nói với giới truyền thông rằng chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mục tiêu như vậy trên màn hình cùng một lúc. Ông cáo buộc Nga đã sử dụng mọi thứ trong kho vũ khí của nước này, từ máy bay không người lái cảm tử đến tên lửa siêu thanh Kinza phóng từ trên không. Các thành phố bị nhắm mục tiêu bao gồm Kiev, Lviv, Odessa, Dniepe, Kharkov, Zaporizhia và các thành phố khác. Nga từng nhiều lần khẳng định nước này chỉ sử dụng vũ khí chính xác cao nhắm vào các mục tiêu quân sự nhằm hạn chế tối đa thương vong cho dân thường. Nhà chức trách Nga cáo buộc các lực lượng Kiev đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào trung tâm thành phố Bengorod hôm 30 tháng 12 năm 2023, khiến 24 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và 108 nạn nhân khác bị thương. Theo đài RT, trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram tối 31 tháng 12, Yuri Grishin, thị trưởng thành phố Magadan thuộc vùng Viễn Đông của Nga, cho biết việc tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới vào thời điểm này là không phù hợp. Oleg Imameev, thị trưởng thành phố Viễn Đông, Blagovestchen, giáp biên giới Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ông Imameev nói, chính quyền thành phố quyết định hủy bỏ lễ bán pháo hoa thường niên ở nơi công cộng để chia buồn với Ben -Gorod. Vị thị trưởng này lưu ý người dân sẽ có thời gian để ăn mừng trong tương lai, đồng thời kêu gọi mọi người hãy đón năm mới bên gia đình và những người thân yêu. Vladivostok, Petrograd, Kamchatsky, Kolomna, Kots cũng nằm trong số các thành phố hủy mọi kế hoạch chào đón Tết Dương lịch để bày tỏ sự thương tiếc dành cho các nạn nhân thiệt mạng ở Belgorod cũng như tình đoàn kết ở vùng biên giới này. Ngoài ra, hội đồng bảo an liên hợp quốc đã họp khẩn về vấn đề này tại cuộc họp, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau gây ra các vụ tấn công. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nemizia đã nói rằng thành phố Belgorod đã bị tấn công bằng tên lửa, các loại đạn trùm vốn bị cấm và bom do Cộng hòa Séc sản xuất. Trong khi đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc Shehi Dovonik nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Nga cũng đang gây thương vong cao cho dân thường của nước này đại diện các nước phương Tây dù lên án các vụ tấn công, song khẳng định Ukraine có quyền tự vệ. Trong khi đó, đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công gây thương vong cao cho dân thường. Trong bối cảnh chỉ còn ít thời gian nữa, thế giới sẽ bước sang năm mới 2024. Ông nhấn mạnh, xung đột và chiến tranh chỉ gây tổn thất cho những người dân vô tội. Ông Cảnh Sảng nói, Hội đồng Bảo an đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khác theo yêu cầu của Nga để xem xét vấn đề thương vong dân sự do xung đột tại Ukraine gây ra. Chúng tôi rất buồn trước các cuộc thảo luận can thẳng của Hội đồng Bảo an vào thời điểm gần cuối năm. Các cuộc tấn công tàn khốc và thương vong dân sự cũng như sự kéo dài xung đột tại Ukraine khi một năm mới lại đến. Chiến tranh vẫn đang hoành hành và gây ra vô số tổn thất. Xung đột và chiến tranh không có người chiến thắng và sẽ chỉ mang lại đau khổ nghiêm trọng cho những người vô tội cuộc xung đột tại Ukraine bước vào những ngày cuối năm đầy căng thẳng khi Nga thực hiện cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Ukraine cũng tiến hành các vụ trả đũa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine hôm qua đã tấn công khu vực Belgorod bằng 3 tên lửa ham do Mỹ sản xuất. Trước đó một ngày, phía Ukraine thông báo các cuộc không kích của Nga vào nước này cũng đã khiến hàng chục người dân thiệt mạng và nhiều người bị thương. chính quyền địa phương cho biết quân đội Ukraine đã pháo kích vào thành phố Donetsk đầu ngày 1 tháng 1, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ việc. Trong khi đó, các quan chức nói với hãng tin TASS rằng một nhà báo đã thiệt mạng và một người khác bị thương. Các quan chức cho biết thương vong được báo cáo sau khi trung tâm thành phố hứng chịu một trận mưa pháo kích lớn. Pusilin đưa ra tuyên bố vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương nói rằng Ukraine đã sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa. Tôi kêu gọi mọi người ở trong nơi trú ẩn, cuộc pháo kích có thể tiếp tục bất cứ lúc nào. Các video chưa được xác định được đăng lên mạng xã hội cho thấy một số vụ nổ. Người dân cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ngay sau trong đêm. Các video khác cho thấy các khu trung cư bị hư hại và xe bị đốt cháy. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video clip ghi cảnh cường kích Su-25 của không quân Nga đang tấn công vị trí và quân nhân Ukraine ở tỉnh Donetsk. Máy bay Nga trong clip này thực hiện tấn công bằng rocket S-8 không dẫn đường. Theo các báo cáo của pháo thủ, các mục tiêu đã trúng đạn. Đáng lưu ý, phi công tiến hành công kích mục tiêu khi bay rất thấp, chỉ cách mặt đất có 25 m Máy bay Su-25, biệt danh Frogfoot, là một cường kích đa dụng, được thiết kế cho mục đích trinh sát và yểm trợ đường không. Đây là phi cơ phản lực có một chỗ ngồi và hai động cơ với khả năng xuất kích từ đường băng chưa lát và trong điều kiện thời tiết xấu. Ở phía bên kia, quan chức Ukraine nói phòng không nước này đã bắn hạ 85% tên lửa UAV Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát đầu năm 2022. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk ngày 31 tháng 12 tiết lộ trong thông điệp đăng trên Telegram. Tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã bắn hạ 1.709 tên lửa các loại của Nga, trong đó có 1.045 tên lửa dòng KH-101-555-55 55, trên tổng số 1.360 quả mà đối phương đã phóng, 379 trên 834 tên lửa dòng Kalib, 62 trên 154 tên lửa Iskander-K. Ông Oleschuk cũng cho biết phòng không Ukraine đã đánh chặn 3.095 trên tổng số 3.490 máy bay không người lái UAV kiểu Sahet mà Nga phóng từ đầu xung đột. Ông cho hay tỷ lệ vũ khí tấn công đường không của đối phương bị bắn rơi, gồm tên lửa hành trình và UAV, hiện là 85%. Cũng trong thông điệp năm mới, tư lệnh Oleschuk cho biết quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch xuất sắc để phá hủy các máy bay ném bom dẫn đường và những vũ khí tấn công khác của Nga. Ông cho hay tổng cộng 329 máy bay và 324 trực thăng của đối phương đã bị xóa sổ từ đầu cuộc xung đột. Trong nhiều tháng qua, việc Ukraine sử dụng các hệ thống phòng không mạnh mẽ do phương Tây cung cấp để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phần nào giúp bảo vệ hiệu quả các thành phố lớn như thủ đô Kiev. Nhưng ngày 28 tháng 12, tấm khiên chắn này đã bị phá vỡ một phần. Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào một loạt thành phố của Ukraine, phóng hơn 100 tên lửa và nhiều máy bay không người lái, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị quá tải. Đối mặt với hàng loạt vũ khí trên không phức tạp, không quân Ukraine cho biết họ chỉ bắn hạ 87 trong số 122 tên lửa do Moscow phóng đi, chiếm khoảng 70% tổng số vũ khí. Nhiều tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo đã lọt qua được hệ thống phòng không và nhắm trúng mục tiêu trong nhiều tháng qua, Nga đã dự trữ số lượng lớn tên lửa có độ chính xác cao, đồng thời triển khai hàng loạt máy bay không người lái trong một nỗ lực nhằm thăm dò hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ông Sehi Kuzan cho rằng cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 đã được lên kế hoạch rất khéo léo và cẩn thận. Nga tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh kết hợp theo nhiều đợt khác nhau và phóng từ các địa điểm khác nhau. Cuộc tấn công đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp và quân sự của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rastom Umerov cho rằng, với kho dự trữ tên lửa lớn, Nga có khả năng tiếp tục tiến hành nhiều đợt tập kích như vậy. Để đáp trả Nga, Ukraine ngày 30 tháng 12 đã tiến hành cuộc không kích ồ ạt bằng tên lửa và rocket vào thành phố Benkorod của Nga ở khu vực biên giới, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Đây được coi là một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất vào thành phố của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Các quan chức Ukraine tiếp tục kêu gọi đối tác phương Tây đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí phòng không cho Kiev. Nhưng căng thẳng chính trị đang diễn ra ở Mỹ và nhiều nước châu Âu đã làm dấy lên nhiều hoài nghi về các khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine, đặc biệt là gói viện trợ trị giá 50 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ nhiều lần từ chối thông qua. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết Nga liên tiếp sử dụng máy bay không người lái tấn công sahét giá rẻ có nguồn gốc từ Iran để thử nghiệm khả năng phòng thủ. Vào tháng 11 vừa qua, Nga đã phóng khoảng 75 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công trong đêm, đạt con số kỷ lục ở thời điểm đó. Yuri Inat, người phát ngôn của không quân Ukraine cho rằng, việc sử dụng máy bay không người lái cho phép đối phương nắm bắt thông tin về lực lượng và phương tiện ở một khu vực cụ thể, đồng thời sử dụng thông tin này cho các cuộc tấn công trong tương lai. Các quan chức Ukraine nói rằng Nga đã dự trữ tên lửa cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn kéo dài trong mùa đông này. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, đến đầu tháng 11, Nga đã tích lũy được hơn 800 tên lửa có độ chính xác cao. Đến ngày 29 tháng 12, Nga dường như đã biến kế hoạch thành hành động. Một lý do có thể khác khiến nhiều tên lửa tránh được hệ thống phòng không của Ukraine là việc sử dụng mồi nhử. Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy tên lửa hành trình của Nga dường như đã phóng pháo sáng, một loại mồi nhử mà máy bay chiến đấu sử dụng để gây nhầm lẫn cho lực lượng phòng không đối phương. Nhà phân tích Sehi Kuzan cho rằng Ukraine vẫn chưa đủ thiết bị phòng không để đẩy lùi các cuộc tấn công phối hợp. Trái lại, Nga có đủ nguồn lực để thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công như vậy. Lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo xung đột vũ trang có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, yêu cầu quân đội sẵn sàng tung đòn hủy diệt. Hãng thông tấn KCNA ngày 1 tháng 1 dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp tổng kết năm 2023 với quan chức cấp cao quân đội. Môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang tiến gần hơn đến bờ vực xung đột vũ trang từng ngày. Những hành động của Mỹ và đồng minh ngày càng đậm tính chất đối đầu quân sự. Ông kêu gọi quân đội mài gươm báu thật sắc để bảo vệ an ninh và hòa bình trên bán đảo. Thuật ngữ gươm báu được Triều Tiên dùng để chỉ vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Kim nhấn mạnh, quân đội Triều Tiên được lệnh sẵn sàng huy động sức mạnh lớn nhất để bảo vệ đất nước trong kịch bản đối đầu quân sự có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong năm 2024. Nếu đối phương chọn đối đầu và châm mồi lửa chiến sự, chúng ta phải huy động mọi sức mạnh lớn nhất để tung ra đòn đánh nghiền nát và hủy diệt hoàn toàn kẻ thù. Trước đó, ông Kim Jong Un đã tới thăm cơ quan công nghệ hàng không quốc gia Nata để tìm hiểu về quá trình chuẩn bị vận hành vệ tinh trinh sát và nghiên cứu các bức ảnh chụp từ không gian. Theo KCNA, ông Kim đã xem ảnh chụp những vùng mục tiêu chính gồm Mokpo, Kunsan, Pyeongtaek, Osan, Seoul cùng những khu vực khác ở Hàn Quốc cũng như Triều Tiên khi vệ tinh bay qua bán đảo từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 27 phút, từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 27 phút giờ Hà Nội. Pyeongtaek là nơi có trại Humphrey, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Lực lượng Mỹ cũng có căn cứ tại Kunsan và Osan. Triều Tiên chưa công bố ảnh chụp từ vệ tinh. Những bức ảnh sẽ là bằng chứng cho thấy vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng đang hoạt động bình thường trên quỹ đạo. Nước này cũng tuyên bố sẽ ngay lập tức khôi phục lại tất cả các biện pháp quân sự đã tạm thời dừng lại theo thỏa thuận quân sự liên triều năm 2018, khi Hàn Quốc đình chỉ một phần của thỏa thuận này sau vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố họ sẽ không bị kiềm chế bởi thỏa thuận quân sự nêu trên nữa, cảnh báo rằng Seoul sẽ phải trả giá đắt vì quyết định của mình. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh rằng kể từ nay, quân đội nước này sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi thỏa thuận quân sự liên triều ký ngày 19 tháng 9 năm 2018. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình toàn cảnh trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.